Buổi sáng đầu tuần ngày hôm nay quả thực là không hề dễ chịu với những người tham gia giao thông tại Hà Nội. Tình trạng ùn tắc đã xảy ra trên nhiều tuyến phố. Nguyên nhân chính là do việc khắc phục hậu quả của cơn dông lốc vào chiều ngày 13 tháng 6 đến tận ngày hôm nay vẫn chưa được hoàn tất. Trên đường Giải Phóng, một trong những tuyến đường được coi là khá rộng rãi tại Hà Nội thì đến gần 10 giờ sáng, giao thông vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Đặc biệt tại khu vực gần cầu vượt ngã Tư Vọng, cành cây ngổn ngang, chắn ngang đường, thu hẹp diện tích lưu thông, các phương tiện phải di chuyển quá chậm cả ở phía dưới và phía trên cầu vượt. Nhiều tuyến đường khác như là Thái Thịnh, Quán Sứ, Trương Định, Nguyễn Trãi, giao thông cũng ùn tắc nghiêm trọng vì hậu quả của cơn dông lốc chưa được khắc phục xong. Tại một số tuyến phố do không thể chờ đợi được lực lượng chức năng, nhiều hộ dân đã chủ động thuê người chặt cây gãy đổ, dọn dẹp vỉa hè lòng đường giúp giao thông trở nên thuận tiện hơn. Vâng, đúng là cái trận giông tố xảy ra vào chiều ngày thứ bảy, mặc dù là đã 2 ngày trôi qua, tuy nhiên là tất cả các tuyến đường phố thì vẫn còn ngổn ngang cành cây và thân cây gãy đổ. Với một cái số lượng cây là hơn 1.300 cây theo như thống kê, thì chắc chắn là cái việc khắc phục những cái để dọn dẹp đường thì sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới nữa. Vâng, rõ ràng chúng ta vẫn luôn biết là buổi sáng đầu tuần thì bao giờ cũng xảy ra ùn tắc, nhưng tình trạng ngày hôm nay thì còn nghiêm trọng hơn. Và khi lưu thông ở trên đường thì nhiều người cũng tự tìm ra một câu trả lời cho câu hỏi, câu thắc mắc của mình là tại sao lại có nhiều cây đổ đến như vậy. Khi chúng ta có thể dễ dàng quan sát được rất nhiều những cây xanh khi mà bị bật gốc lên khỏi mặt đất thì cái phần gốc của nó giống như khi mà chúng ta đánh cái cây đi để đánh vừng để đi trồng ở một chỗ khác, thì cái cây bị bật gốc lên giống y như vậy, mà nó không có những cái rễ dài, rễ cọc để đâm sâu xuống đất mà chỉ có những cái rễ rất là ngắn, cảm tưởng như là ai đó đã gọt hết cái bộ rễ của nó rồi. Và cũng dễ dễ hiểu vì sao với cái bộ rễ ngắn như vậy nó có thể đổ một cách dễ dàng với số lượng lên tới hơn 1.300 cây trong đợt mưa dông lốc vừa rồi.